Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át nên sẽ xoáy sâu vào diễn biến ly kỳ của chuyện, hình ảnh chỉ mang tính chất tương đối. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Cho đến trước mắt, những thủ đoạn ta có thể dùng để cùng phần thiên kim viêm phân cao thấp là ba cỗ lực lượng, thanh viêm, tử lôi cùng kỳ lân tí. Trong một gian phòng tối tăm, chắc phàm khoanh chân trên mặt đất, yên tĩnh suy tư, phân tích sai biệt thực lực giữa song phương ba cỗ năng lượng này cùng kim viêm có cùng một cấp bậc nhưng duy nhất không đủ là tranh lệch đẳng cấp từ lôi chia làm thập nhị trọng uy lực bây giờ mình có thể phát huy ra nhiều lắm là tứ ngũ trọng thế nhưng là nhìn diệp lân xuất thủ kim viêm do hắn tinh luyện chỉ sợ đã vô cùng thuần khiết tối thiểu cũng tương đương uy lực từ lôi lục trọng thiên trở lên mà lực lượng của thanh viêm cùng kỳ lân tý chính mình cũng chưa từng chính thức khai phát qua cứ như vậy yêu khuyết trên năng lượng của song phương nhất thời có thể thấy được lốm đốm diệp lân thắng ở chiều sâu mà mình thì thắng ở chiều rộng Nói một cách khác, mình đây chính là tạp mà không tinh. Nhìn như thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, nhưng lại không có một kiện nào có thể cầm ra để liều mạng cùng tiểu tử kia. Lại thêm đều là thiên long hồn, tiểu tử kia khẳng định so với chính mình càng thành thạo hơn nhiều, mà mình chỉ mới đang ở giai đoạn tìm tòi, cứ như vậy. Hai đại vương bài của mình đều bị đối phương áp đến xích sao, muốn thắng trận chiến này, thật sự là coi như dẫm nhầm cướp chó cũng không nhất định có thể đạt thành nhưng tuy phân tích như thế trên người mình tràn đầy thế yếu nhưng vẫn có một cái ưu thế mà diệp lân vô luận như thế nào đều không có đó chính là hắn thủ đoạn quá duy nhất đều là xuất phát từ chỗ long tổ thủ đoạn của mình lại trăm hoa đua nở có đủ tuyệt kỹ của các đại cao thủ mặc dù tạp không tinh nhưng vẫn là thắng tại đông đảo mà dung hợp các loại thủ đoạn này lại tất nhiên sẽ sáng chế ra được phản ứng mới thế công xuất hiện tầng tầng lớp lớp nghĩ tới đây chắc phàm không khỏi cảm thán mình cùng vị sư phụ chưa từng gặp mặt cửu u ma đế thật đúng là giống nhau theo bên trong ghi chép cửu u bí lục, tất cả đều là tuyệt học của người khác, không có một cái nào là của bản thân cửu u ma đế. Liền một cái thiên ma đại hóa quyết, hắn vẫn chỉ là sáng chế ra môn công pháp này, bản thân mình cũng không kịp tu luyện. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là thu thập sở trường của chúng ra, trở thành một trong tam đế mạnh nhất thượng cổ, tình cảnh này không phải rất giống tình cảnh hiện tại của hắn sao. Thu được mà không tin, nhưng mà, có thành công của tiên sư làm gương ở nơi đó, hắn tin tưởng, sau khi hắn thông hiểu đạo lý những tuyệt học này, chưa hẳn đã kém hơn so tuyệt học chính tông Long tộc của Diệp Lân. Tạp chủng chúng ta cũng có thể trở nên nổi bật. A, à, ta đây có phải là có chút quá cực đoan hay không, coi như không có tiếp thụ qua dạy bảo tu luyện chính thống, cũng không cần phải tự so mình với tạp chủng, quá tiện. Da mặt hơi hơi run lên một cái, chắc phàm nhất thời bài trừ tạp niệm, khẽ nhắm hai con ngươi, tĩnh tâm điều động năng lượng trong thể nội, bắt đầu dần dần dung hợp chúng lại trong đầu chắc phàm đầu cự long kia cũng đang nhắm chặt mắt rồng từng đạo thất thải hào quang toán loạn trên thân nó thế nhưng rất nhanh ánh sáng bắt đầu thu liễm thanh sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên trên trán ở cự long lóe lên liền biến mất tiếp lấy lại là tử sắc lôi quang lấp lóe trên thân nó tiếp theo là một đạo hồng mang ở trước người cự long phát ra minh mông quang huy thỉnh thoảng từng đạo hắc khí lại bò lên trên thân thể cự long chỉ là trong nháy mắt lại ẩn đi vào biến mất không thấy gì nữa cứ như vậy chắc phàm trầm lòng yên tĩnh khí thăm dò con đường luyện hóa thiên long hồn thuộc về mình cùng một thời gian trong tiểu viên thái thanh tông đặt chân bên trong một gian đóng chặt cửa diệp lân cũng lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa cuồn cuộn sóng nhiệt phiêu đãng quanh thân ngưng tụ mà không tan trong đầu hắn là một mảnh hải hỏa kim sắc một đầu cự long dương nhanh múa vuốt bay lượn bên trong biển lửa này một đôi long nhãn tràn đầy hung quang hừ 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 long chính là hung mãnh chi vật chí cương trí cường trong thiên hạ không có người nào hiểu rõ đạo lý này hơn sư phụ ta. Thiên Long thần hồn cũng chỉ có phối hợp với phần thiên kim viêm của ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chắc phàm, ngươi cũng đồng dạng nắm giữ Thiên Long thần hồn, có thể phát huy ra một hai phần 10 uy năng thần hồn hay không, thật khiến ta mỏi mắt mong chờ. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Diệp Lân thì thào lên tiếng, hai con ngươi mở to, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tự tin. Tự hồ đối với một trận chiến này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên ngoài, Vũ Thanh Thu đi qua trước cửa phòng hắn, không khỏi nhìn thật sâu vào cánh cửa đóng chặt kia, không khỏi bật cười lắc đầu. Bên cạnh hắn là một tên đệ tử Thái Thanh Tông khác, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nói, tiểu sư đệ ngày bình thường vẫn luôn lười nhác, lần này lại muốn bế quan, thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Ha ha ha, ai bảo hắn tìm được túc địch của mình chứ? Nếu đổi thành ngươi, đoán chừng cũng giống vậy. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu ra động cái đầu rời khỏi nơi này, tốt, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn thanh tu. Đại chiến ba ngày sau, cực kỳ trọng yếu với hắn. Nếu bởi vì chúng ta làm phiền hắn, khiến hắn không cao hứng, đoán chừng một thân hỏa khí kia liều đều chút xuống người người. Bất giác co rụt đầu lại, người kia vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Diệp Lân, liền bị dọa đến vội vàng tăng tốc cước bộ, đuổi theo Vũ Thanh Thu, trong miệng lẩm bẩm, hai người chúng ta quấy rầy hắn, vì sao hắn lại chút hỏa khí lên trên người ta? Cái đó còn cần phải nói, ta là sư huynh của hắn, có giao tình với hắn, ha ha ha. Vũ Thanh Thu xem như chuyện đương nhiên cười to lên, người kia nghe thế thì khóe miệng bất giác trễ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Tiểu quái vật này, chỉ sợ cũng chỉ nể mặt một mình Vũ sư huynh. Một phương diện khác, tại nơi ở của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Triệu Đức Trụ đang tiến hành bố trí cho khiêu chiến thi đấu 3 ngày. Các sư đệ, một trận chiến 3 ngày sau, 10 người mạnh nhất kiếm thần tông đều đã thần hồn câu thương, không thể tạo thành uy hiếp. Mấu chốt ngay tại Ma Sách Tông, mà mấu chốt của Ma Sách Tông nằm ở trên thân tên quái vật chắc phàm kia chỉ cần đánh bại được hắn hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay không thành vấn đề thế nhưng là sư huynh tiểu tử kia có thiên long thần hồn đồng đẳng cùng hai vị trí tôn thực sự rất khó đối phó không biết sư huynh có diệu kế gì không nghe được lời này một vị đệ tử nhướng mày dầu dĩ nói lông mày cũng nhân lại thật sâu sắc mặt triệu đức trụ nghiêm túc trầm ngâm nửa ngày bất chợt đồng tử ngưng tụ ồn ồn nói yên tâm đi ta đã có lương sách cho dù thiên long hồn kia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một đầu thú hồn mà thôi mặc dù là biến thái thần thú nhưng chỉ cần là thú hồn đơn độc một cá thể chúng ta vẫn có biện pháp đem nó bắt lại cho nên ta định dùng tỏa hồn trận đem nó khóa kín ở bên trong các ngươi cảm thấy thế nào cái gì tỏa hồn trận trong mắt nhịn không được co rụt lại tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi sắc mặt bỗng dưng tiêu nghỉu xuống liếc nhìn nhau mặt mũi tràn đầy khó xử có một tên đệ tử càng là trong lòng lo sợ nói sư huynh tỏa hồn trận này tuy có khả năng chế trụ quái vật kia nhưng cũng cần chúng ta mạo hiểm mất mạng, thả ra thần hồn của bản thân, hóa thành khóa sắt đem nó cuốn lấy. Chỉ cần sơ ý một chút, bị nó phá trận thức, chúng ta thế nhưng là chỉ trong vài phút thần hồn câu diệt. Cái này cũng không cần phải liều mạng, tội gì. Quỷ gan nhỏ, câm. Thế mà, còn không đợi người kia nói xong, triệu đức trụ đã chừng mắt một cái, chửi ầm lên, hừ, các ngươi đừng quên, chúng ta là ai. Chúng ta thế nhưng là đệ tử của thiên địa chính nghĩa tông, bây giờ các đại tông môn chính đạo như Thái Thanh Tông đều không tuân thủ dưới luật chính đạo cùng một dục với ma đạo, trách nhiệm bảo trì chính đạo trường tồn cũng chỉ có chúng ta mới có thể gánh vác. Nếu chúng ta không thể ngăn cản tiến trình của ma sách tông, lúc đó sẽ phát sinh sự tình đáng sợ cỡ nào. Bên trong thượng tam tông mạnh nhất Tây Châu, có hai tông là ma đạo, trời ạ, à, cái này là ma đạo muốn nhất thống Tây Châu à, chúng ta làm sao có thể để chuyện này phát sinh. Triệu Đức Trụ rõng rạc, trinh khí lẫm nhiên khiển trách đệ tử, tên đệ tử kia cũng là một mặt hổ thẹn, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Thế nhưng là, nếu chúng ta liều chết mà vẫn không ngăn cản được thì phải làm sao? Sẽ không, ngươi nhớ kỹ lời ta nói, ta bất thắng chính, có triệu đức trụ ta ở đây, chúng ta nhất định làm được. Hung hăng vẫy vẫy quyền đầu, triệu đức trụ một mặt kiên định, quán thâu cho mọi người niềm tin tất thắng. Tựa hồ thật sự bị chính khí của hắn lây nhiễm, sau khi đám đệ tử còn lại ngốc nửa giây thì cũng hung hăng giơ quyền đầu, lên tiếng hét lớn. Chính khí trường tồn, chính nghĩa tất thắng, chính khí trường tồn, chính nghĩa tất thắng. Thanh âm như sơn hô hải khiếu, kỳ thế bất khả kháng, tất cả mọi người tựa như được đánh tiết gà, điên cuồng la hét. Cứ như vậy, đệ tử mỗi tông môn đều tự mình làm chuẩn bị cho trận đối chiến sắp đến kia, có kẻ là muốn giữ vững danh vị, có kẻ là muốn đem người khác kéo xuống, thay vào đó. Nhưng cũng có kẻ đơn thuần chỉ vì một chữ, chiến, kẹt kẹt. Sau ba ngày, theo một đạo âm thanh thanh thúy, cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bóng người chắc phàm chậm rãi từ trong phòng đi ra trong mắt lóe lên tinh quang, khi thế cường đại thình lình phóng xuất ra, không ngờ đã đột phá thành công, biến thành tu giả thần chiếu tứ trọng. Mặc dù chỉ đột phá nhất trọng cảnh, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm lại tràn đầy vẻ kinh dị. Đồng tử của hắn, không biết sao, tựa hồ như càng thêm thâm thúy hơn trước kia, hơn nữa, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn, dường như tùy thời sẽ muốn tràn ra ngoài, đem đến cho mọi người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chắc Phàm, ngươi, lại thế nào? lông mày nhịn không được run run dương sát nhìn chắc phàm thật sâu trong lòng lại dường như đang nhìn một người khác ngắn ngủi ba ngày sau khi chắc phàm xuất quan khi chất toàn thân cao thấp tựa hồ cũng có một chút biến hóa dường như lại tiến hành thêm một lần thoát thai hoán cốt vậy mí mắt bất giác nháy lên chắc phàm nhìn trên dưới toàn thân lại là một mặt kỳ quái nhìn về phía mọi người tựa hồ hoàn toàn không ý thức được điều này thế nào ta không phải vẫn là ta trước kia chỉ trong nháy mắt khi chất chắc phàm tựa hồ lại trở lại như lúc trước mọi người bất giác sững sờ nhìn lẫn nhau trong mắt mê mang chẳng lẽ vừa mới nãy bọn họ gặp phải ảo giác sao làm sao trong nháy mắt đó trên thân chắc quản gia lại phát ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế tựa như muốn đem hết thảy hủy diệt dương sát trầm ngâm một chút nhìn về phía chắc phàm thử dò xét nói ây chắc phàm lần bế quan này ngươi đến tột cùng đã làm những thứ gì lần đối chiến diệp lân này có nắm chắc không ta cũng không rõ ràng lông mày nhăn lại thật sâu chắc phàm chậm rãi lắc đầu ba ngày này ta chỉ là đem sở học lúc trước chảy vuốt lại một lần Sa thực nghĩ ra được một số biến hóa chi pháp cũng có một chút biện pháp ứng đối diệp lân chỉ là không biết có tác dụng hay không hơn nữa vẫn còn vài chỗ ta vẫn chưa lý giải cho lắm đợi sau này ta lại suy nghĩ thêm mới có thể có chút thu hoạch đi mí mắt khẽ nháy lên mấy cái dương sát nhìn trầm trầm hắn thì thào lên tiếng nếu ngày đó ngươi thành công nhất định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, so với Diệp Lân kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm, ta dám cam đoan. Lông mày nhướng lên một cái, trong mắt chắc phàm hiện lên nghi ngờ, nhìn về phía Dương Sát, nhưng Dương Sát đã là từ chối cho ý kiến cười cười, khoát tay một cái nói, đây chỉ là một loại cảm giác của ta, chớ để ở trong lòng. Thi đấu khiêu chiến Thượng Tam Tông lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta lên đường đi. Tốt, xuất phát. Chắc phàm thấy dương sát không nói rõ, cũng không tiếp tục thâm cứu, hét lớn một tiếng, hào tình vạn trượng, dẫn đầu bước đi về phía trước thế nhưng hắn lại không thấy được ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía hắn đều là thật sâu kinh dị cùng kiên kỵ có lẽ lúc đó hắn không có cảm giác gì nhưng trong tích tắc hắn vừa xuất quan mọi người thật sự cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ trong chớp mắt đó cái kia tuyệt không phải là ảo giác chắc phàm lại muốn phát sinh đại biến dị giữa sân đối chiến trường người đông tấp nập chỉ mới sáng sớm mà nơi này đã chật ních người ngoại trừ đại biểu các đế quốc đệ tử của các tông môn lớn cũng đều tới đây quan chiến cho dù là hàn vân phong thân hồn bị trọng thương lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ cũng kéo lấy thân thể suy yếu miễn cưỡng đi tới nơi này bởi vì hôm nay sẽ là ngày khiến cả tây châu đều dao động một cái hạ tam tông một đường đuổi sát đi vào trước mặt thượng tam tông chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến quái vật khổng lồ mấy ngàn năm không thay đổi này vương giả đổi ngôi chuyện này có phát sinh hay không tất cả mọi người đều đang rửa mắt mà đợi lấy giờ khắc này lắc mình một cái, bóng người bình phán trưởng lão một lần nữa xuất hiện trên đài đối chiến, tiếp lấy chính là hai vị trí tôn hiện thân, sau khi hướng về phía hai vị tôn giả thì lễ. Bình phán trưởng lão nhìn về phía mọi người có mặt tại đây, mặt phím hồng quang, tựa hồ hắn cũng tràn ngập chờ mong cuộc chiến hôm nay. Đệ tử Ngũ Tông vào sân. Sau một tiếng hét to, Thượng Tam Tông là Thái Thanh Tông, Ma Viêm Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền ngẩng đầu mà bước vào sân, ngay sau đó, khôi thủ trung tam tông cá nhân chiến, đệ tử kiếm thần tông chậm chậm tiến lên ma sách tông một đường tại đoàn chiến khiêu chiến đi lên cũng dưới sự chỉ huy của chắc phàm đi vào trước mặt tất cả mọi người mà bóng người hắn vừa xuất hiện người vây xem trên đài nhất thời liền sôi trào lên dù sao mọi người đều biết rằng ma sách tông một cái hạ tam tông nho nhỏ có thể một đường hát vang tiến mạnh đi vào nơi này hoàn toàn là do vị đệ tử danh xưng chắc phàm này một tay dẫn dắt một vị lãnh tụ chắc tuyệt như thế tự nhiên khiến tất cả mọi người có mặt tại đây chú ý tất cả đều vạn phần mong đợi đến tột cùng hắn còn có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào cũng chỉ có bọn người thiên địa chính nghĩa tông mang theo ánh mắt đã kiên kỵ lại phẫn hận nhìn về phía chắc phàm lạnh nhạt quét mắt nhìn mọi người một chút Diêm mép bình phán trưởng lão khẽ nhúc nhích tuy trong lòng biết rõ nhưng vẫn như cũ làm theo thông lệ cao giọng hỏi kiếm thần tông đệ tử nghe kỹ các ngươi phải chăng muốn khiêu chiến thượng tam tông tại cá nhân chiến đương nhiên trong mắt ngưng tụ, ôn đào lên tiếng hét lớn, khí vũ hiên ngang. Bình phán trưởng lão khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen, hảo khí phách, rõ ràng thần hồn đã bị hao tổn, thế mà còn dám vượt khó tiến lên, không hổ là đệ tử kiếm thần tông. Đón lấy, bình phán trưởng lão lại nhìn về phía chắc phàm, lớn tiếng quát hỏi, ma sách tông đệ tử nghe lấy, các ngươi phải chăng muốn khiêu chiến thượng tam tông tại đoàn chiến. Thanh âm của bình phán trưởng lão vang vọng truyền vào trong tai mỗi người có mặt tại đây, chỉ một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía chắc phàm, trong mắt chớp động lên kỳ vọng chi sắc lông mày khẽ nhúc nhích chắc phàm trầm ngâm một chút sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía diệp lân hai mắt phun trào tinh mang lớn tiếng trả lời đó là nhất định bởi vì lão tử mới là tối cường giả nơi này soạt lời vừa nói ra toàn trường xôn xao một câu tuyên kỳ này của chắc phàm không thể không nói là khẩu khí quá lớn nhất thời liền đem tất cả mọi người trấn trụ tuy mọi người đều biết ngươi rất mạnh nhưng nói là mạnh nhất có chút quá đi ngươi đem đệ nhất thiên tài Tây Châu, Vũ Thanh Thu bày ở vị trí nào, coi như không đề cập tới hắn, ngươi lại đem Diệp Lân, nhân tài mới xuất hiện kia đến chỗ nào? Coi như hai người còn chưa chính thức giao thủ, nhưng nhìn theo thực lực bày ra từ lúc trước, ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, nhìn thế nào thì Diệp Lân đều mạnh hơn chắc phàm ngươi không ít đi. Chắc phàm ngươi sao lại dám thả ra khẩu khí lớn như thế, dám xưng mạnh nhất? Nhẹ nhàng vuốt vuốt tròm râu, Song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau, cũng có chút không hiểu. Theo lý thuyết, chắc phàm này luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, hẳn không phải là loại người nhìn không rõ tình thế, loạn nói bốc nói phét. Thế nhưng là đúng lúc này, cử động của Diệp Lân lại khiến cho bọn họ minh bạch. Chắc phàm, ta mới là đệ tử mạnh nhất Tây Châu, ngươi chỉ có thể khuất phục ở vị trí thứ hai, sư huynh ta thứ ba. Diệp Lân đồng dạng bước ra một bước, trung khí 10 phần hét to trả lời. Lần này, trên khán đài càng thêm náo nhiệt lên, nhìn lấy bộ dáng Diệp Lân cùng chắc phàm mắt lớn chừng mắt nhỏ, không ai nhường ai, trong lòng mọi người bất giác một trận mạc xanh hưng phấn giống như đang nhìn hai đầu mãnh hổ tranh giành xem ai là sơn đại vương vậy, làm cho tất cả mọi người trong lòng một trận kích thích. Quyết chiến giữa hai người này nhất định sẽ sôi nổi chưa từng có. Vũ Thanh Thu thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười lên tiếng, "Sư đệ à, hai người các ngươi tranh giành đệ nhất cũng đừng đem ta mang vào." Dù nói thế nào ta cũng từng là đệ nhất thiên tài Tây Châu, hiện tại làm sao lại vô duyên vô cớ chạy xuống thứ ba. Liền xem như sự thật, ngươi cũng đừng nói ra chứ. Vũ Thanh Thu, người sư đệ này của ngươi có phải chuyên môn bôi xấu sư huynh 20 năm hay không? Ha ha ha. Viêm Ma ở một bên nhìn lấy, bất giác cười đùa lên tiếng, nhưng trong tiếng cười lại có chút bi thương. Vô dĩ đối thủ của hắn chỉ có Vũ Thanh Thu, đây là mục tiêu suốt đời của hắn, đánh bại hắn, chính mình là đệ nhất thiên tài Tây Châu. Thế nhưng là hảo tử bất tử, lại chạy ra thêm hai tên quái vật, liền Vũ Thanh Thu đều bị chen rớt xuống thứ ba, vậy hắn sẽ đứng ở hàng thứ mấy? Tựa hồ mục tiêu của hắn đang cách hắn càng ngày càng xa vừa nghĩ đến đây viêm ma liền ngăn không được ai thán vũ thanh thu tràn đầy đồng cảm cũng thở dài một tiếng có chút hiu quạnh chỉ có triệu đức trụ ra mặt hung hăng co lại nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt của hai người kia trong lòng hận đến muốn mạng thượng tam tông khiêu chiến thi đấu là ấn theo thứ tự ngươi còn chưa vượt qua thiên địa chính nghĩa tông chúng ta liền trực tiếp khiêu chiến tiểu tử thái thanh tông kia rõ ràng cũng là không có đem chúng ta để vào mắt thực sự quá con mẹ nó không coi ai ra gì chắc phàm ngươi chờ đó cho ta trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt mũi Triệu Đức Trụ tràn đầy phẫn hận, phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt đều là hàn mang lạnh lẽo. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Nhìn chằm chằm thân ảnh hai người, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi Chí Tôn, khẽ cười một tiếng, nói: "Ha ha ha. Xem ra tiểu tử chắc phàm này không phải là không hiểu tình thế, mà là muốn chiến thắng đối thủ trước mặt, tuyệt đối không thể rụt rè." Đúng vậy, mặc kệ là có thể thắng hay không, cũng phải có khỏa tất thắng chi tâm. Nếu không, chưa chiến đã e sợ thì liền bại. Chắc phàm hô to muốn làm tối cường giả nơi này, thật sự là đập nồi dìm thuyền. Nghĩ đến một hồi hai người đều sẽ dùng tất sinh toàn lực, long tranh hổ đấu, quả nhiên là một tràng kịch hay. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bạch Mi Chí Tôn cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vẻ chờ mong bên trong mắt không kém bao nhiêu so với những người có mặt tại đây, thậm chí còn nhiều hơn. Hô, lắc mình một cái, thân thể bình phán trưởng lão Khoan Thai đứng chắn giữa chắc Phàm cùng Diệp Lân đang đối mắt nhìn nhau, điện quang hỏa hoa trong không trung cũng bỗng dưng bị lão nhân này vô tình cắt đứt lạnh lùng liếc chắc phàm một chút lại nhìn xem diệp lân đồng dạng một mặt kiệt ngao bình phán trưởng lão nhẹ hừ một tiếng lên tiếng mắng mỏ hai người các ngươi cái chừng cái gì mà chừng hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi giao thủ đâu chờ một lát tự nhiên có chỗ cho các ngươi phát huy gấp cái gì mà gấp t nhất thời trợn mắt khinh thường triệu đức trụ quất một hơi kém chút ngất đi trong lòng một trận mắng to bình phán trưởng lão ngài thế nhưng là bình phán trưởng lão có thể công chính một chút hay không vừa mới nãy ngài nói lời này là có ý tứ gì, trực tiếp đem chúng ta tỉnh lược là thế nào. Để hai người bọn họ chờ một lát lại động thủ, nghĩa là đã cho rằng thiên địa chính nghĩa tông chúng ta thất bại đúng không? Liên ngài đều cho là chúng ta thất bại, chúng ta còn đánh tiếp làm gì chứ? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử thiên địa chính nghĩa tông đều sạm mặt lại, không còn gì để nói, hết sức biệt khuất. Đồng dạng, còn có một đội ngũ rất chi biệt khuất, chính là ma viêm tông. Dù sao, một câu nói khi nãy kia, ngoại trừ đem Thiên Địa Chính Nghĩa Tông xem nhẹ, liền Ma Viêm Tông cũng bị xem nhẹ. Thế nhưng Ma Viêm Tông cũng không phẫn hận, dù nói thế nào, Viêm Ma dẫn đội, mặc dù hắn không phải người tốt, nhưng cũng là cái hán tử. Đối với thực lực của chắc Phàm, hắn là thật tâm chịu phục, cũng không có gì bất mãn, chỉ là có chút bi thương thôi. Kết quả là, sau khi bình phán trưởng lão nhúng tay, hai người chắc Phàm rốt cục lại trở lại trên ghế ngồi của mình. Tiếp lấy các chi đội ngũ hạ tràng, Kiếm Thần Tông bắt đầu cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thi đấu khiêu chiến cá nhân. Nhưng mà quả nhiên không ngoài sở liệu là 10 người của Kiếm Thần Tông thần hồn trọng thương, đối mặt Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vô sỉ giữ lại thực lực, cuối cùng bại trận, mất đi tư cách khiêu chiến tiếp. Kế tiếp chính là Ma Sách Tông khiêu chiến đoàn chiến với Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Đối mặt một trận chiến này, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong đối với chi đội ngũ còn lại này. Ông, một trận không gian ba động vang lên, vẫn là hai vị lão giả giữ cửa kia, sau khi kết động ấn quyết, 10 phần phí sức mở ra kết giới đại môn. Chắc phàm sờ sờ lôi linh giới, trầm ngâm một chút, mang theo tất cả mọi người sải bước đi vào bên trong, thiên địa chính nghĩa tông, theo sát phía sau. Á, à, không gian biến hóa, đội ngũ hai tông một lần nữa đi vào bên trong tiểu sơn cốc vắng vẻ kia, chắc phàm phất phất tay, để thích trường long cùng chín vị đệ tử lui lại. Sau đó một mình đi về phía trước mấy bước, khóe miệng nổi lên tà dị tiếu dung, các ngươi lui ra, ta trước lấy những người này để luyện cái tay. Chắc phàm, ngươi thật sự là cùng vọng tự đại, lại muốn một người đấu với 10 người chúng ta sao? trong mắt nhịn không được ngưng tụ triệu đức trụ nhìn thấy tình cảnh này liền gầm thét lên tiếng khinh thường bĩu môi chắc phàm châm chọc nói mỗi lần đối chiến cũng không dám toàn lực ứng phó một mình ta cũng đủ để ứng phó lại lên một cái đều là con mẹ nó cất nhắc các ngươi một đám hèn nhát chỉ biết tính toán tường tận người khóe miệng bỗng nhiên co lại triệu đức trụ hung hăng chừng chắc phàm toàn thân tức giận đến phát run nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, hừ, thiên địa chính nghĩa tông chúng ta, từ trước đến nay hy sinh vì nghĩa, bị người khác hiểu lầm một chút lại có gì to tát. Chỉ cần có thể đem kẻ xấu ma đạo các ngươi ngăn trở bên ngoài Thượng Tam tông, hạn chế ma môn phát triển, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không nháy mắt một cái, nhíu mày một chút. Ngươi nói chúng ta mỗi lần đối chiến cũng không dám toàn lực ứng phó. Hừ hừ, tốt, hiện tại chúng ta sẽ toàn lực ứng phó đối phó tên ma đầu nhà ngươi người khác có đi lên hay không cũng không quan hệ, ngoại trừ tên đại ma đầu nhà ngươi, những tên tiểu ma đầu khác chúng ta đều không nhìn vào trong mắt. Vừa dứt lời, hai tay triệu đức trụ kết ấn, xông pha đi đầu. Thập nhân liên ấn, tỏa hồn trận, xuất. Nghe được lời này, chín vị đệ tử còn lại cũng cùng xuất phát, đồng loạt bước tới bốn phương tám hướng quanh người chắc phàm, đem hắn bao vây, sau đó kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, thiên địa phong vân đột biến, trong từng trận cùng phong gào thét, âm thanh xích sắt len keng vang vọng bên tai tất cả mọi người. Sau một khắc, từng đạo từng đạo hư huyễn xích sắt đem 10 người bao quanh lại một chỗ, hình thành một vòng tròn lớn. Một đạo kết giới vô hình, giống như một cái chén khổng lồ, đem 10 người tính cả chắc phàm, tất cả đều bao bọc ở bên trong, hoàn toàn cách biệt cùng ngoại giới. Đây là tỏa hồn trận. Lông mày khẽ nhíu lại một cái, Vũ Thanh Thu một mặt kinh ngạc liếc nhìn thập nhân liên ấn một chút, âm thầm gật đầu, lần này triệu đức trụ thật sự không khoác lác, bọn họ đúng là dùng hết toàn lực tỏa hồn trận cần 10 người xuất ra thần hồn, tương liên lẫn nhau, một khi bị phá, thần hồn câu diệt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử xuất. Bây giờ vì chặn đánh đám người chắc phàm, thế mà ngay từ đầu bọn họ đã liều mạng như vậy, xác thực không bàn mà hợp với đạo thống bọn họ. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu chúng ta đều trách nhầm bọn họ. Mí mắt bất giác nháy nháy một cái, viêm ma tà dị liếc hắn, khinh thường lên tiếng, có nhìn lầm bọn họ hay không, tiếp tục theo dõi mới biết được, đừng lại đánh tới giữa chừng thì lại mặc kệ nghe được lời này vũ thanh thu suy nghĩ một chút gật gật đầu nhưng trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia ngương trọng tỏa hồn trận do 10 người liên thủ này vô cùng lợi hại chỉ cần bọn họ kiên trì tới cùng cho dù là thiên long hồn của chắc phàm cũng chưa chắc có thể xông phá nghĩ đến bọn họ sẽ không rút lui ngươi nói xem sư đệ vũ thanh thu đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía diệp lân nhưng diệp lân lại im lặng không nói chỉ là một đôi tròng mắt tản ra tinh mang hung hăng nhìn chằm chằm về địa phương đang không ngừng vang vọng âm thanh xích sắt âm thầm tính toán đồng dạng thiên long hồn bị thập đại cao thủ bố trận vây công cho dù mạnh hơn cũng rất khó thoát khốn nhưng nếu là chắc phàm dù nói thế nào ngươi cũng là truyền nhân thánh thú thiên long hồn của ngươi sẽ không phải chỉ giới hạn tại trình độ tối nguyên thủy đi ánh mắt khẽ híp lại một cái diệp lân lầm bầm trong lòng tràn đầy chờ mong Ao ào, ào ào từng tiếng xích sắt vung vẩy vang vọng rõ mồn một mười người triệu đức trụ di chuyển theo quy luật ở giữa hư huyễn dây xích Chắc phàm quét mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, bất giác tà cười một tiếng, đạp chân xuống, liền phóng về hướng triệu đức trụ, chớp mắt tới gần. Một quyền tràn đầy bạo ngược chi khí hung hăng hướng mặt hắn đập tới. Á, à, thế mà đúng lúc này một hư ảnh dây xích không biết từ chỗ nào lại là bỗng nhiên phóng tới trước người chắc phàm, trong nháy mắt liền đem đầu kỳ lân tí kia của hắn khóa lại thân thể trì trệ chắc phàm chợt cảm thấy thể nội không có lực lượng một quyền chuẩn bị vung ra kia cũng nhất thời cứng trên không trung không thể động đậy nhíu mày, chắc phàm trong lòng nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, cánh tay phải vung mạnh, muốn đem xích sắt trần khai. Thế nhưng ngay tại lúc này, ba ba ba, mấy chục đạo hư huyễn xích sắt từ bốn phương tám hướng phóng tới chỗ chắc phàm. Chắc phàm tay phải bị vững vàng bao lấy, không có cách nào di động trốn tránh, kết quả là không ra trong chốc lát, hắn toàn thân cao thấp, hai tay hai chân liền cùng nhau bị xích sắt kia cái chốt cùng một chỗ. Xích sắt kéo một cái, đột nhiên đem hắn treo ở không trung, không thể động đậy mảy may mà lại mặc kệ hắn như thế nào gắng sức thế nào những dây xích sắt kia vẫn thủy chung siết chặt lực lượng tại thể nội cũng giống như bị giam cầm lại hoàn toàn không phát huy ra được mảy may thực lực trác quản gia trong mắt nhịn không được co rụt lại bọn người thích trường long cùng khuê lang không khỏi kinh hãi tiếp lấy quát to một tiếng liền cùng nhau hướng 10 người kia công tới thế nhưng còn không đợi bọn họ tới gần 10 người kia mấy chục điều hư huyễn xích sắt lại đột nhiên phóng ra từ trên thân 10 người kia trong nháy mắt đã đến trước người bọn họ nhất thời liền đem bọn họ quất bay ra ngoài một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, chúng đệ tử Ma Sách Tông đều ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng hoảng sợ. Đây chính là thực lực lót đáy thượng tam tông sao? Mấy người bọn họ coi như đồng loạt công lên, cũng không phải là địch thủ của người ta. Trợ Đức trụ càng là khinh thường liếc nhìn bọn họ một chút, suy cười lên tiếng, Ma Sách Tông chỉ là một cái hạ tam tông nho nhỏ, có thể một đường đánh tới hàng ngũ trung tam tông, đã là may mắn, thế mà còn mưu toan nhúng chàm thượng tam tông. Hừ hừ, quả thực si tâm vọng tưởng, Bây giờ 10 người chúng ta tương liên, 10 người một thể, coi như các ngươi ở ngoài trận đánh lén chúng ta, cũng tương đương với đồng thời đối mặt với lực lượng của 10 người chúng ta, căn bản là không biết tự lượng sức mình. Cho nên ta mới nói, loại tiểu ma đầu như các ngươi, chúng ta căn bản không để vào mắt. Chỉ vì muốn đối phó với tên quái vật chắc phàm này, chúng ta mới tế ra trận pháp như thế, đối mặt với đám tiểu lâu la như các ngươi, chúng ta cũng chẳng muốn động thủ, ha ha ha. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử còn lại của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cũng lớn tiếng cười liên tục, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ đám người thích trường long hung hăng cắn răng song quyền siết chặt lại mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng thực ra chính bọn họ cũng đã cảm giác được càng là hướng lên bên trên khiêu chiến bọn họ liền càng bất lực sau cùng thẳng thắn toàn bộ đoàn chiến đều do một mình chắc phàm chống đỡ tuy nói bọn họ một mực bởi vì một trận cá nhân chiến huyền thiên tông mà bọn họ thua trận mà canh cánh trong lòng nhưng trong lòng cũng hết sức rõ ràng coi như không có huyền thiên tông cản đường bọn họ lấy thực lực bây giờ của bọn họ cũng rất khó khiêu chiến cá nhân chiến bởi vậy trong lòng bọn họ đều rất biệt khuất rõ ràng là đại biểu tông môn tham gia song long hội nhưng mỗi lần ra sân lại đều vô dụng như thế đừng nói kiến công lập nghiệp càng là lúc đối mặt cường địch liền một chút bận bịu đều không thể giúp điều này không khỏi làm bọn họ cảm thấy thật sâu bi phẫn bọn họ cùng nhau đi tới bị người ta làm thằng hề trêu đùa đến tột cùng là vì cái gì tựa hồ là nhìn ra tâm tư bọn họ chắc phàm lạnh lùng lên tiếng quát nhẹ trong giọng nói tựa hồ hơi có ý trách cứ ai bảo các ngươi động thủ, không phải để cho các ngươi đứng ở một bên, cái gì cũng đừng quản sao. Thân thể bất giác chấn động, bọn người thích trường long cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía chắc phàm, đối diện ánh mắt lạnh lùng ở phía trên kia, như đối diện một vị nghiêm sư, gian dạy liên tục. Các ngươi vốn là không nên xuất hiện tại đây, nơi này vốn cũng không phải là sân khấu của các ngươi, chí ít bây giờ không phải. Nhưng là các ngươi đã đến, thì thành thành thật thật ở một bên nhìn lấy, mở mang kiến thức một chút phong thái đệ tử mạnh nhất Tây Châu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay các ngươi chỉ là người đứng xem, ngày mai có thể chiếm lĩnh nơi này hay không, mới là chuyện các ngươi nên cân nhắc, chứ không phải là tự oán tự ngải như hiện tại. Trong lòng bất giác nhất động, mọi người nao nao, đều có chút mình ngộ. Đúng vậy, bọn họ vốn là Hạ Tam Tông, nơi nào là đối thủ của đệ tử Thượng Tam Tông, cái này vốn là sự thật. Thế nhưng là bọn họ yếu, không phải bởi vì bọn họ không bằng những đệ tử Thượng Tam Tông kia, mà chính là những đệ tử kia vốn chiếm hữu tài nguyên tu luyện ưu việt nhất bây giờ chắc phàm đem bọn họ mang đến nơi đây về sau bọn họ cũng sẽ có được đồng dạng tài nguyên tu luyện khi đó mới thật sự là thời điểm để thể hiện bọn họ là rồng hay là run chứ không phải là hiện tại 30 năm hà đông 30 năm hà tây bọn họ sớm muộn cũng sẽ siêu việt như những người này trở thành cao thủ số một số hai tây châu vì được mất nhất thời mà nhụt trí hoàn toàn không đáng giá trong lúc nhất thời trong mắt mọi người một lần nữa nổi lên ánh sáng kiên định sau khi cảm kích liếc nhìn chắc phàm một chút thì hơi hơi gật gật đầu ba vị cung phụng dương sát đứng ở bên ngoài nhìn lấy cũng là tuổi già an lòng chắc phàm lĩnh đội tuy có khi cà lơ phất phơ tựa hồ gặp phải chuyện gì cũng tỏ thái độ việc không liên quan đến mình nhưng có khi lại xác thực tận chức tận trách có thể xưng là lãnh tụ tinh thần của các đệ tử ma sách tông đối với một cái tu giả trọng yếu nhất chính là không kiêu không gấp mà trên một điểm này chắc phàm không thể nghi ngờ là người dẫn đường trong đám thiên kiêu tri tử này khi bọn họ coi trời bằng vung đánh bọn họ một trận để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân khi bọn họ tự thương tự cảm lại cổ vũ bọn họ, cho bọn họ đầy đủ tự tin cùng dũng khí. Ai, tiểu tử chắc phàm này làm lĩnh đội, so với chỉ đạo cung phụng chúng ta còn xứng chức hơn. Chỉ ít vào mỗi thời khắc mấu chốt, từ trước tới nay chưa từng như xe bị tổ xích. Dương sát khẽ cười một tiếng, một mặt cảm thán nhìn về phía hai người kia. Hai người kia cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, ánh mắt nhìn về phía chắc phàm tràn đầy vẻ tán thán không chỉ có bọn họ cho dù là song long trí tôn cùng trưởng lão lĩnh đội các tông môn còn lại thấy tình cảnh này cũng âm thầm gật gật đầu trước bất luận thực lực cá nhân như thế nào chỉ riêng khí chất của vị lĩnh đội chắc phàm này bên trong các tông môn lớn cũng là số một số hai có thể đảm nhận được chức trách lớn triệu đức trụ thấy thế thì từ chối cho ý kiến bĩu môi khinh bỉ nói một đám phế vật vô dụng ngươi đem bọn họ đưa đến nơi này thuần túy là muốn chết không chỉ bọn họ liền xem như ngươi cũng giống vậy tỏa hồn trận này của chúng ta đã khóa chặt nguyên thần của ngươi hiện tại nguyên thần của ngươi đã không khống chế được thân thể của ngươi, cho nên coi như thân thể ngươi cường hãn hơn nữa, cũng không thể phát huy ra thực lực, ha ha ha. Thật sao, vậy chúng ta xem hư thực trên thần hồn. Nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chắc phàm ngưng tụ, nhất thời hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vang vọng trên mây, đầu thiên long hồn của chắc phàm một lần nữa từ trong thể nội đằng không bay lên, thất thải hào quang phủ đầy toàn bộ kết giới. Mà khóa sắt một mực khóa chắc phàm cũng đang không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng có khả năng đứt gãy thế nhưng thấy tình cảnh này triệu đức trụ lại không lo lắng chút nào ngược lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn liên tục cười to ha 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 chắc phàm ngươi lại bị lừa lão tử chỉ chờ giờ khắc thần hồn ngươi xuất khiếu đây tòa hồn trận này của chúng ta khóa nguyên thần ngươi chỉ là thứ yếu điểm mấu chốt là khóa thần hồn của ngươi lần này ngươi chắc chắn thần hồn câu diệt vừa dứt lời mười người triệu đức trụ vội vàng kết ấn âm thanh xích sắt lại lần nữa vang vọng bên tai tất cả mọi người ngay sau đó liền gặp hàng trăm hàng ngàn khóa sắt ào ào từ các bốn phương tám hướng trong kết giới bay về phía thiên long hồn chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ cự long hoàn toàn khóa lại từng đạo ánh sáng pha trộn cự long không ngừng dãy ruộng nhưng lại vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi sự trói buộc của khóa sắt kia trong lúc nhất thời thiên long hồn gào rú liên tục hai con ngươi to lớn lộ ra vẻ kinh sợ dị thường Tựa hồ ngay cả đầu long hồn này cũng không nghĩ tới, cái xích sắt này lại khó chơi như thế, nó đã sử xuất ra hết khí lực toàn thân, mà ngay cả một cái mắt xích đều không đứt đoạn. Hỏng bét, tòa hồn trận này là do 10 người thiên địa chính nghĩa tông dùng thần hồn tương liên, lấy thần hồn khác thần hồn, làm hao mòn lực lượng thần hồn. Đầu thiên long hồn này coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một cái thần hồn mà thôi, nếu luận về tính bạo phát, tự nhiên so với các thần hồn còn lại thì mạnh hơn nhiều, nhưng nếu luận về sức bền bỉ, cọ sát lẫn nhau thì không phải là đối thủ của 10 cái thần hồn liên hợp. Khẽ trao mày, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài, thì thảo lên tiếng. Nếu là đầu Thiên Long Hồn này không thể một hơi đánh vỡ kết giới thì sẽ bị đối phương làm hao mòn hầu như không còn, vậy liền bất lợi. Diệp Lân ở một bên nhìn lấy cũng khẽ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Long Hồn tự nhiên như thế, thế nhưng nếu hắn có thể đem Long Hồn dung hợp cùng lực lượng tự thân, vậy liền sẽ phát sinh kỳ dị biến hóa. Chỉ là không biết hắn có thể làm đến điểm ấy hay không. Sau khi Thiên Long Hồn dị biến, lại sẽ là tồn tại như thế nào? Cái này mới là điều ta quan tâm nhất cái gì thiên long hồn còn có thể dị biến lông mày bất giác run lên một cái vũ thanh thu nhìn diệp lân liếc thật sâu trong mắt đột nhiên phát ra hai đạo tinh mang một lần nữa nhìn qua chỗ chắc phàm